Nam mô thập phương thường tổ tam bảo, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô đại trí văn thù sư lợi bồ tát, nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát, nam mô đại bi đạt vị đại thánh đại từ bồ tát địa tạng bồ tát ma tát, nam mô tiên hóa bồ tát, nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát, nam mô phật, nam mô pháp, nam mô tăng con cũng thỉnh kinh địa tạng bồ tát bộ nguyện. Kính địa tạng bồ tát hộ nguyện, nguyện thường kính địa tạng bồ tát hộ nguyện thần thông tên cung tờ đáo lời thần thứ nhất phật hiện thần thông ta nghe như thế này một thuở nọ tại cung tờ đáo lời đức phật vì thẳng một mà thuyết pháp lúc đó bất khả thuyết tất cả đức phật đại bồ tát trong vô lượng thế giới mười phương điều định hội họp tại cung tờ đáo lời rồi đồng thánh người rằng đức phật thích ca mâu ni có thể ở trong đời đạt mục được mà hiện sức đại thể hệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh các đường làm cho chúng nó rõ pháp hộ pháp vui khen xong chư phật điều xa thì giả tỉnh an đức thế tôn bây giờ đức như đang mỉm cười phóng ra đang nhìn vầng mới sáng rỡ như là vầng mới sáng rỡ đầy đủ vầng mới sáng rỡ đời từ bi vầng mới sáng rỡ đại trí huệ vầng mới sáng bạc nhạc vầng mới sáng tam muội vầng mới sáng rỡ đại kiết tường vầng mới sáng rỡ đại cửa đức vầng mới sáng rỡ công đức vầng mới sáng rỡ đại quy vầng mới sáng rỡ đại tạm thắng khi đức phật phát ra bất cả thiệu vầng mới sáng rỡ như thế rồi là phát ra các thứ tiếng rất ví dụ như là tiếng bố tiếng đồ tiếng tiền giới đồ tiếng nhận tiền đồ tiếng tân tiền đồ tiếng thân tiền đồ tiếng bạc nhạc đồ tiếng thị xã tiếng thị xã tiếng giải thoát tiếng bố lầu tiếng vị huệ tiếng sứ tử hóng tiếng là sứ tử hóng tiếng mới sấm lớn từ vòng người học khi đức phật phát ra bất cả thiệu tiếng ví dụ như thể thông thời có vô lượng ớt trời vòng quỷ thần ở quả ta bào cùng bản được tướng hạnh cùng định hư hoặc tại cũng trời đáo lời như trời tử thương thương trời đáo lời trời tú mời diễn trời đấu xuất đà trời hỏa lạc trời táo họ từ tại trời phàm chúng trời đại phàm trời phàm phù trời địa phàm trời vô lượng quan trời quan âm trời thiệu tình trời vô lượng tình trời biển tình trời cực sanh trời cực ái trời quả quả trời nhiễm sức quả thiệt trời vô tưởng trời vô phiền trời vô nghiệp trời tiền kiến trời tiền hiện trời sắc phủ cảnh trời ta thế tự lai thế định trời thiên tượng thiên tướng cảnh sinh tất cả thiên tượng đóng chủng trời đồng quỷ thần đều để nửa học để có các vị thần ở quả tá bàn cùng quả được phước hạnh hết thần địa thần giống sống thần độc thần ngũ thần đức thần sống thần thần bộ mà thần chủ ngài thần chủ đến thần thứ phóng thần đến trời thần chủ tấn vũ thần kế cọ các vị thần như thế đều định hợp đất phật phạm khởi bây giờ đất phật bọn ngài đóng thù sư lợi phạm tướng tự đài bồ tát rằng ông có xem tất cả đất phật trời đồng quỷ thần đó ở thế giới này cùng thế giới khác ở quốc độ này cùng quốc độ khác ông có biết số bao nhiêu chăng ngài đóng thù sư lợi bồ tát bạch cùng đất phật rằng bạch đất thế tôn nếu dùng thần lực của con tình đến số nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu đức phật bảo ngài văn thù sư lời bồ tát rằng đến ta dùng phật nhãn cũng không đếm xiết số thắng phong ngài điều của ngài địa tạng bồ tát hoặc là độ đương độ chứa độ hoặc là thành tụ đương thành tụ chứa thành tụ ngài văn thù sư lời bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn từ kiếp lâu xa đến nay con đã tu căn lành những làm tỷ bố ngài nghe lời đức phật nói đó thời con tin nhận liền còn những hàng tiểu quả thăng thăng trời đồng chữ thần tạm bồi chúng và chúng sanh trong đời sau dù nghe lời thành thực của như lai nhưng chắc sinh lòng nghi ngờ dù lại tuấn biết được cũng khó hiểu rằng cuối mong đức thế tôn nói rõ những điều của ngài địa tạng bồ tát ngài tu hành gì là nguyện gì mà được sự không thể nghĩ bằng như thế đức phật bảo ngài văn thù sư lời bồ tát rằng tỷ như bao nhiêu cỏ cây lúa mè lầm rừng trái lão đã đủ bùn bằng trong quả tam thiên đại thiên cứ một vực là một số ngàn cứ một hạt cát có một số ngàn cứ một cát là một quả nước rồi trong một quả nước cứ mặt mũi nhỏ là một kiểu mũi kiếp bao nhiêu hạt mũi nhỏ kiếp trong kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc ngài địa tạng bồ tát chứng quả phật địa đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ huống là những thuộc ngài địa tạng bồ tát còn ở bậc thăng tăng ở bất chi phật này văn thù sẽ lời oát thần thể nguyện của vị bồ tát đó cũng thể nghĩ bằng đến được trong đời sau nếu có trang tiền năng người thịnh lượng nào nghe danh từ của ngài địa tạng bồ tát mà người khen chiêm ngưỡng vậy là xứng nhận danh hiệu cúng dường những đến vẹn đắc sớm thần tượng của ngài địa tạng bồ tát thời người đó 100 lần sinh lên cung trời đáo lợi không bao giờ bị đọa vào ác đạo trường giả từ phát nguyện này văn thù sẽ lời tại qua bất khả thiết bất khả thiết kiếm lúc sau về thuở trước tiểu thân của ngài địa tạng bồ tát là một vị trường giả tử lúc đó có đức phật sư tử phận tịnh vô túc bằng hạnh như lai trường giả thử thấy đức phật tướng màu tốt đẹp nhìn phước trang như mười bậc phải phật tu hành nguyện gì mà đạt tốt đẹp như thế khi ấy đức phật sư tử phận cũng cố túc phần hành như lai bảo trường giả tự rằng muốn đạt được thân hình tốt đẹp này cần phải trải qua số kiếp lâu xa rồi và phải tất cả chúng sanh đều khổ khổ ngài văn thù sư lợi trường giả tự nghe xong liền phát nguyện rằng tu nguyện từ nay để sau khi tăng niệm quốc diệt những chúng sanh mắc phải khổ khổ trong sáu đường tôi giảng bài nhiều phương tiện làm chúng sanh được giải thoát hết cả rồi tôi mới thành phật đạo
Bởi ở trước đất Phật sư tự phẩm tịnh của Phật Tuần Hành Như Lai, ngài phát nguyện rộng lớn đó, nên đến nay đã qua trăm nghìn muôn ức của các thiết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ của mẹ đã thuộc bức khả tư nghị để kiếp lâu xa về thuở trước lúc đó có đất Phật hiệu lệnh giả qua đường tự tại Vương Như Lai. Đức Phật đó có 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tượng Phật có một người con gái dòng Bà La Môn, nhiều đời nhiều kiếp chưa Phật phu dài ngoài người đời tịnh lệ khi đi đường lúc nằm ngồi đều có yêu thiên thường khác hộ về. Bà mẹ người mê tín tà đạo thường khấn khí Ngô Tam Bảo, thuở ấy thánh nữ dùng nhiều phương tiện để khuyên nhủ bà mẹ người làm cho bà mẹ người xin chứng kiến, nhưng bà mẹ người yếu tính nặng, chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn xa đọa vào vô giảm địa ngục. Thánh nữ biết rằng người này khi còn sống không tin luật nhân quả, chắc phải đem nghiệp quỷ mà thánh tòa đường ác. Thánh nữ đành đặng nhà đất sắm sửa nhiều hương hoa, các đồ lễ vật cũng dường các chùa tháp thờ đất giả quá định từ tài Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia, thấy đức Phật giả quá định từ tài Vương Như Lai vẻ đắc có dung đủ các tôn nghiêm thánh nữ nghiêm quả từng tượng Phật và xin lòng tình nguyện từ người thầm rằng đức Phật là đừng đa giả, nếu đức Phật còn tuổi đời đến khi mẹ tốt phúc tốt để bạch họ thế nào cũng biết mẹ tốt thật sống vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thành nữ buồn tuổi rơi lệ trong nhìn đường Như Lai mà lòng tiếng lửa mãi. Bỗng trên núi không có tiếng bảo rằng thành nữ đức khúc kia thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ chỉ chỗ thật sống của mẹ ngươi. Thành nữ chắc tay hưởng đến không hòa bà rằng đức thần nào đó mà giảm được lòng sầu lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi cứ nhiều ngày đến không biết đến đâu để gọi cho họ mẹ tôi thật sống vào chỗ nào. Trên thư không lại có tiếng bảo rằng ta là đức Phật quả cứu giả quá đền từ tài Vương Như Lai mà ngươi đương chiếm bài đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ hướng thần mình chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thần nữ nghe xong liền tại xỉu, tiếng tay mình mệt vì điều bị tổn thương, những người bên cạnh vội vàng động dậy. Một lúc sau thần nữ tỉnh lại rồi bà trên thư không rằng cúi xin đức Phật xót thương, chỉ ngay cho con biết chỗ thật sanh của mẹ con, nay thân tâm con sắp chết mất. Đức Phật giả quá đền từ tài Vương Như Lai bảo thần nữ rằng cũng dường xong ngươi việc mong trở về nhà ngồi ngay thẳng tượng niềm nhắn nhủ của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thật sanh của mẹ ngươi. Lệ vật sống thần nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên ngồi ngay thẳng tượng niềm nhắn nhủ đức Phật giả quá đền từ tài Vương Như Lai suốt một ngày một đêm. Bỗng thể thân mình đến bờ biển kia được trong niệm số sùng sục, lại có những thùng gì bằng sắc bá nhẹ trên mặt biển chạy vào bên này số đuổi bên kia, thấy những cá tùng gã số đến nghìn muôn thoạt kim thoạt nội bị các thùng gì dần nhỏ ăn thịt. Là thể kiểu vì giả soát các hình thù đến là lùng nhiều tái nhiều chấm nhiều mắt nhiều đầu răng nanh chỉ răng vào miệng bạn nhòm ngừng cương lùa những người tội gương thử dự chúng là chụp bắt người tội tổng cốc đầu chứng người tội là hình càng muốn thử giọng giọng nhìn đâu. Lúc đó thánh nữ nước xuất niệm Phật nén tự nhiên không kinh sợ, có một quỷ vương tên là Vô Đạo cúi đầu nguyên tiện hỏi thánh nữ rằng hay thay Bồ Tát người có duyên gì đến chỗ này. Thánh nữ hỏi rằng đấy là chỗ nào. Quỷ vương Vô Đạo đáp rằng đấy là tầng thế nhất phía tây của dạng núi Thiệt Vi. Thánh nữ hỏi rằng nghe tôi nghe trong núi Thiệt Vi có địa ngục thực có như thế không. Vô Đạo đáp rằng thực có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng mẹ tôi làm sao để địa ngục đó. Vô Đạo đáp rằng nếu không phải do oán thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều đề ra không thể đi đó được. Thành nữ hỏi quỷ vương Vô Đạo rằng duyên cớ vì sao nữ trong biển này sốt sùng sục là có những người tù cung thú dữ. Vô Đạo đáp rằng những người tù trong biển này là những người tạo ác ở trong quả nhiên vườn phù đề vừa mới chết, trong 49 ngày không có người kể từ làm việc lành hầu phù vật cho, lúc sợ người đó chẳng làm được những lành nhiều cả vì thế theo nghiệp ác của họ lại gây tạo ra mà họ bảo cổ nơi đi một tự nhiên với lùa quá biển này. Các biển này người muốn như tuần về phía đông lại có một cái biển lửa sư thống khổ gấp bồi với biển này, phía đông của biển này lại có một cái biển lửa sư thống khổ càng tồi hơn. Đó là do nghiệp nhánh sâu xa của bác nghiệp mà cảm người rác đồng qua lại nghiệp chỉ là bác biển này. Thành được họ cũng đúng đọc rằng địa ngục ở đâu. Cô đọc đọc rằng trong bác thì biển đó đều là địa ngục số đến nghìn trăm một ngục điều biến khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, thực đến có 500 chỗ không lượng sự khổ sợ, thực đến có nghìn trăm nhất nhiều không lượng sự thống khổ. Thành được là họ cũng đúng đọc rằng duyên cỡ bị thân mộc của tôi mà cứ gần đấy nhưng không biết thần hồn sao đọa vào chỗ nào. Cô đọc phải thành được rằng thân mộc Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì. Thành được đọc rằng thân mộc tôi khi còn sống thường mê tín tà đạo, thân chê Ngô Tam Bảo thoảng có thời tiết nhưng mà chẳng tính mở cứ gần đấy mà không biết thần hồn đọa lạc vào đâu. Cô đọc phải thành được rằng thân mộc Bồ Tát tên họ là gì. Thành được đọc rằng thân phụ và thân mộc của tôi đều là dòng dọa và lá môn. Thân phụ của tôi nhiều là thi la thiền kiến, còn thân mộc của tôi nhiều là diệt để lời. Quỷ vương có đọc chết cái thứ thành nữ rằng xin thành nữ hãy trở về nhà để đem lòng thương nhớ buồn rầu quả lòng nữa. Tôi được duyệt lại lời được xin đến cõi trời cách đây 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái người gọi lòng hiền thuận vì mẹ mà sẵn sự lễ vật tú tạc phước lành cũng dường chùa tháp thời đức giả quá định từ tài Vương Như Lai. Chẳng phải riêng thân mọi người vốn đã được thoát khỏi địa ngục mà những cõi nhân vô giả cũng được an vui đồng đẳng thoát sanh cảm. Mà xong quỷ vương có đọc chất tái tạo thần nữ màu cạo lui, bây giờ thành nữ dường chất kiếm bao chợt tịnh biệt đọc việc đó. Bèn đổi trượt từ đức thực giả quá định từ tài Vương Như Lai phát nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay đến bờ biển Nam, những chúng sanh mắc phải tội khổ, tôi dùng nhiều phương thức để cứu vớt tất cả chúng sanh được giải thoát. Đức Phật bảo ngài đại trí vấn thù sư lời Bồ Tát rằng, quỷ vương có đọc chính là ông tài thù Bồ Tát. Còn thánh nữ Bà La Môn chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Trên Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm một hết.
三摩地娑诃。